thưa quý vị và các bạn giao thông xanh là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới và cũng là mục tiêu mà tỉnh thừa thiên huế đang quyết tâm hướng đến sáng nay hội thảo định hướng phát triển giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường và kế hoạch phát triển giao thông xanh cho thành phố huế đã được viện nghiên cứu phát triển tỉnh phối hợp với viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải và chương trình phát triển liên hợp quốc undp tổ chức Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng lắng nghe các bản tham luận của các chuyên gia khách mời, thảo luận chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050. Cụ thể, triển khai lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và giao thông đô thị. Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về thể chế chính sách, về chuyển đổi phương tiện sử dụng điện năng lượng xanh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng giảm phát thải khí nhà kính tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực và truyền thông đồng thời các đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về công nghệ nhằm tối ưu đơn giản hóa việc sử dụng xe đạp công cộng đối với người dân tuyên truyền khuyến khích văn hóa sử dụng xe đạp công cộng đặc biệt với các chuyện đi ngắn kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng nhằm phát triển giao thông phi cơ giới thân thiện với môi trường